danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, chào mừng các em đến với khóa học trợ câu hỏi trong sách địa lý lớp 10, bộ sách mang tên Cánh diều. Chúng ta sẽ đến với học số 4, hệ quả địa lý các chuyển động chính của trái đất. Vậy thì video này sẽ cho các em câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi mở đầu trang số 14, địa lý lớp 10. Hai chuyển động này diễn ra đồng thời và sinh ra những hệ quả nào? Vậy đó là những hệ quả nào? Chúng ta biết rằng các hệ quả như là sự luân phiên ngày đêm này, giờ trên trái đất, hiện tượng ngày và đêm dài ngắn khác nhau, các mùa trong năm v.v. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 14, địa lý lớp 10. Đọc thông tin và quan sát hình 4.1, hãy cho biết tại sao trên trái đất trong cùng một thời điểm, nhiều nơi là ban ngày, trong khi nhiều nơi khác lại là ban đêm. Trình bày sự luân phiên ngày đêm trên trái đất. Chúng ta biết rằng, chúng ta có thể quan sát hình 4.1, chuyển động tự quay quanh trục và hiện tượng ngày đêm luân phiên trên trái đất. Chúng ta thấy rằng này, ở nửa bên này thì là ban ngày, còn nửa bên này là ban đêm. Như vậy thì từ hình 4.1 chúng ta sẽ dễ dàng giải thích được tại sao mà trên trái đất trong cùng một thời điểm thì nhiều nơi là ban ngày, còn nhiều nơi là ban đêm. Bởi vì trái đất của chúng ta có dạng hình cầu. Khi mà mặt trời chiếu sáng thì chỉ chiếu được một nửa, còn một nửa bên kia thì sẽ không được chiếu sáng, như vậy sẽ gây ra hiện tượng đó là ngày và đêm cùng với lực hút của trái đất tự quay quanh trục của chính mình đó. Như vậy, trên trái đất trong cùng một thời điểm, nhiều nơi là ban ngày, trong khi nhiều nơi khác lại là ban đêm, do trái đất có hình cầu và tự quay quanh trục, nên chỉ có một nửa được chiếu sáng, đó là ban ngày, và một nửa nằm trong bóng tối, đó là ban đêm. Sự luân phiên ngày đêm do có khối hình cầu, nên trái đất luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa, còn một nửa chưa được chiếu sáng. Và sinh ra ngày và đêm, trái đất còn tự quay quanh trục, dẫn đến tất cả mọi nơi trên bề mặt trái đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng, rồi lại lần lượt chìm trong bóng tối, gây nên hiện tượng ngày và đêm luân phiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 15, địa lý lớp 10. Đọc thông tin và quan sát hình 4.2, hãy cho biết, khi ở London là 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, thì ở Hà Nội là mấy giờ và ngày nào? Đường chuyển ngày quốc tế đi qua khu vực giờ số mấy? Tại sao khi đi qua đường chuyển ngày thì phải tăng hoặc giảm một ngày? Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 4.2, lược đồ các khu vực giờ trên trái đất. Từ hình 4.2 chúng ta dễ dàng giải thích được tại sao mà khi ở London là 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì ở Hà Nội sẽ là ngày nào và giờ nào. Chúng ta biết rằng Hà Nội là múi giờ số 7, cách London là múi giờ số 0. Hai địa điểm này thì cách nhau 7 múi giờ. Do Việt Nam ở phía đông so với London, khi ở London là 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, thì ở Hà Nội là 23 cộng 7 bằng 30 giờ, tức là thêm 1 ngày và 6 giờ. Hay lúc đó ở Hà Nội, Việt Nam là 6 giờ, ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đường chuyển ngày quốc tế đi qua khu vực giờ số 0, do trái đất hình cầu nên khu vực giờ số 0 đối diện với khu vực giờ số 12. Ở đây sẽ có hai ngày lịch khác nhau. Khi đi qua đường chuyển ngày thì phải tăng hoặc giảm một ngày. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 16, địa lý lớp 10. Đọc thông tin và quan sát hình 4.3. Hãy cho biết nguyên nhân nào sinh ra các mùa, thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Bắc theo dương lịch. Chúng ta có thể quan sát hình 4.3, sơ đồ chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa tính theo dương lịch ở bán cầu Bắc. Ngày 22 tháng 12 sang ngày 21 tháng 3 chính là mùa đông này. Ngày 21 tháng 3 tối ngày 22 tháng 6 chính là mùa xuân. Ngày 22 tháng 6 đến 23 tháng 9 chính là mùa hạ. Và từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12 chính là mùa thu. Từ hình 4.3 chúng ta sẽ nêu được nguyên nhân sinh ra các mùa.
Đó là trong khi chuyển động quanh mặt trời, trục của trái đất luôn nghiêng và không đổi phương, nên có lúc bán cầu Bắc sẽ ngả về phía mặt trời, có lúc thì bán cầu Nam ngả về phía mặt trời. Do thời gian chiếu sáng và lượng nhiệt thu nhận được ở mỗi bán cầu có sự thay đổi trong năm, nên đã sinh ra các mùa. Thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Bắc theo dương lịch. Mùa xuân từ 21 tháng 3 Xuân Phân đến 22 tháng 6 là Hạ Chí. Mùa hạ từ 22 tháng 6 Hạ Chí đến 23 tháng 9 Thu Phân. Mùa thu từ 23 tháng 9 Thu Phân đến 22 tháng 12 Đông Chí. Mùa đông từ 22 tháng 12 Đông Chí đến 21 tháng 3 Xuân Phân. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 17, địa lý, lớp 10, đọc thông tin và quan sát hình 4.4. Hãy lập bảng về độ dài ngày và đêm trong ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12 tại các vĩ độ khác nhau. Nhận xét về sự chênh lệch độ dài ngày và đêm theo vĩ độ và giải thích. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 22 gạch chấm 6 hạ chí này và ngày 22 tháng 12 đông chí. Bây giờ chúng ta thấy rằng ở ngày 22 tháng 6 thì bán cầu Bắc sẽ ngả về phía mặt trời hơn, còn ngày 22 tháng 12 đông chí thì bán cầu Nam sẽ ngả về phía mặt trời hơn. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nêu được bảng độ dài ngày và đêm trong ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 tại các vĩ độ khác nhau như sau. Đầu tiên là vĩ độ 0 độ, ngày 22 tháng 6 ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam là 12 giờ, còn ngày 22 tháng 12 ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam cũng là 12 giờ. Tiếp theo là vĩ độ 23 độ 27 phút, ngày 22 tháng 6 là 13 giờ 30 phút, còn ở bán cầu Nam sẽ là 10 giờ 30 phút. Ngày 22 tháng 12 ở bán cầu Bắc là 10 giờ 30 phút, còn ở bán cầu Nam là 13 giờ 30 phút. Vĩ độ 44 độ, ngày 22 tháng 6 ở bán cầu Bắc sẽ là 15 giờ, bán cầu Nam sẽ là 9 giờ. Ngày 22 tháng 12 ở bán cầu Bắc sẽ là 9 giờ và bán cầu Nam sẽ là 15 giờ. Và ví dụ 66 độ 33 phút, ngày 22 tháng 6 ở bán cầu Bắc sẽ là 24 giờ toàn ngày và bán cầu Nam sẽ là 24 giờ toàn đêm. Ngày 22 tháng 12 ở bán cầu Bắc sẽ là 24 giờ toàn đêm và bán cầu Nam sẽ là 24 giờ toàn ngày. Qua bảng thì ta thấy rằng ngày 22 tháng 6 ở bán cầu Bắc càng sát xích đạo thì ngày càng dài ra và đêm càng ngắn lại, còn ở bán cầu Nam thì ngược lại, ngày càng dài càng ngắn thì đêm sẽ càng dài. Còn ngày 22 tháng 12 ở bán cầu Bắc càng xa xích đạo thì ngày càng ngắn, đêm xa càng dài ra. Còn ở bán cầu Nam thì ngày càng dài, đêm càng ngắn lại. Nguyên nhân là do trục trái đất luôn nghiêng và không đổi phương khi chuyển động quanh mặt trời, nên càng xa xích đạo thì lượng nhiệt ánh sáng nhận được ở các vĩ độ càng giảm. Từ đó thì có hiện tượng ngày và đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ. Độ dài ngày và đêm chênh lệch nhau càng nhiều khi đi từ xích đạo về phía hai cực. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi phần luyện tập 1, trang số 17, địa lý, lớp 10, phân biệt giờ địa phương và giờ khu vực. Đầu tiên là giờ địa phương. Ở cùng một thời điểm, mỗi địa phương sẽ có một giờ riêng. Giờ địa phương được thống nhất ở tất cả các địa điểm nằm trên cùng một kinh tuyến. Nó được xác định căn cứ vào vị trí của mặt trời trên bầu trời, còn gọi là giờ mặt trời. Tiếp theo là giờ khu vực. Để tiện cho việc tính giờ và giao lưu quốc tế, người ta quy định giờ thống nhất cho từng khu vực trên trái đất. Quy ước là 24 khu vực, theo kinh tuyến được gọi là 24 múi giờ. Giờ chính thức là giờ địa phương của kinh tuyến đi qua chính giữa khu vực. Các múi giờ đánh số từ 0 đến 24. Khu vực đánh số 0 còn gọi là khu vực giờ gốc, có đường kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn Greenwich ở Anh. Đó là phân biệt giờ địa phương và giờ khu vực. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi phần luyện tập 2, trang số 17, địa lý lớp 10. Hãy cho biết thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Nam theo dương lịch. Chúng ta biết rằng thời gian bắt đầu và kết thúc của các mùa ở bán cầu Nam theo dương lịch. Đầu tiên là mùa xuân, từ 23 tháng 9 Thu Phân đến 22 tháng 12 Đông Chí. Mùa hạ từ 22 tháng 12 Đông Chí đến 21 tháng 3 Xuân Phân. Mùa thu từ 21 tháng 3 Xuân Phân đến 22 tháng 6 Hạ Chí. Mùa đông từ 22 tháng 6 Hạ Chí đến 23 tháng 9 Thu Phân.
Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi phần vận dụng 3 trang 17 địa lý lớp 10. Vào ngày 22 tháng 12 ở nước ta độ dài ngày và đêm sẽ như thế nào? Chúng ta biết rằng ngày 22 tháng 12, nửa cầu Nam sẽ ngả về phía mặt trời, diện tích chiếu sáng lớn hơn diện tích khuất trong bóng tối, đến ngày dài hơn đêm, nửa cầu Bắc lúc này sẽ trách xa phía mặt trời, nên diện tích chiếu sáng ít hơn và diện tích khuất hơn trong bóng tối và đêm dài hơn ngày. Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc, từ đó thì ngày 22 tháng 12 ở Việt Nam sẽ có ngày ngắn, đêm dài, đó là thời kỳ mùa đông ở nước ta. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi của trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.